Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 424. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 424. Thường Quân nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Mục. Tần Mục đi hướng nào, hắn liền đi hướng đó. Hắn không cần suy nghĩ Tần Mục đi đường có chính xác hay không, cũng không cần suy nghĩ Tần Mục làm như thế nào để sử dụng Hồng Mông phủ văn cùng Hồng Mông nguyên khí đánh lừa Phương Tiêm Bì Lâm. Hắn chỉ cần đi theo Tần Mục là đủ. Đoạn đường này đi tới, vừa đi vừa nghỉ. Nếu như là Tần Mục bản thân đi ra khỏi rừng bia vậy thì đơn giản hơn nhiều, nhưng mà mang theo Thương Quân vậy thì lại phức tạp hơn vô số lần rồi. Phương Tiêm Bìa Lâm là đại công tử sáng tạo ra, dùng để chấn áp người què, dùng để chấn áp người liệt, cùng với thành đạo giả khác. Trong này liền có Thương Quân. Muốn che đậy Phương Tiêm Bìa Lâm, Tần Mục cần sử dụng cơ cấu Hồng Mông phủ văn đem đại đạo khí thức của Thương Quân che đậy lại, thì lúc này mới có thể mang theo hắn đi ra khỏi nơi đây được. Hồng Mông cơ cấu đối với Tần Mục mà nói vẫn là một vấn đề khó khăn. Hắn vừa tiến lên vừa tính toán. Tần Mục tựa như là một tòa bia đá hành động bên trong rừng bia đá vậy. Thương Quân ở tại trong bóng của hắn phảng phất như là đã bị chấn áp tại bên trong khối bia đá Tần Mục vậy. Bởi vậy mới không có dẫn tới rừng bia có biến hóa. Nếu như Tần Mục sử dụng cơ cấu Hồng Mông sai lầm để khí tức của Thương Quân tiết ra ngoài, như vậy hắn lập tức sẽ bị Phương Tiêm Bia Lâm chấn áp, trực tiếp đánh vào bên trong bia đá chân chính. Qua không biết bao lâu, Tần Mục rốt cục đã mang được Thương Quân đi ra ngoài rừng bia. Quanh người hắn mồ hôi bốc hơi. Trong khoảng thời gian này, Tần Mục đã toàn lực tính toán, đem trí tuệ của chính mình phát huy tới cực hạn, từ bên trong vô số biến hóa tìm kiếm ra đường sống duy nhất, nên lúc này mới đi ra khỏi được rừng bia. Lúc này Tần Mục trầm tĩnh lại, và đột nhiên trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, tứ chi vô lực. Tần Mục nhắm mắt lại, kịch liệt thở hổn hển mấy hơi, thở hồng hộc, rồi đứng ở nơi đó ổn định lại tâm tình. Thương Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bia đá rầm rạp chẳng chịt đứng sừng sững ở nơi đó, số lượng rất nhiều, đã tìm không được đường nữa. Hắn dường như đã trải qua mấy đời rồi vậy. Hắn lại nhớ tới kỳ thứ 16, nhớ tới năm đó bản thân kiên trì, nhớ tới cả đời gặp gỡ của bản thân mà cảm thấy giống như kiếp trước vậy. Mà một thế này hắn đã được tân sinh. Không lâu sau, Tần Mục mở mắt hướng về phía cánh cửa bên ngoài mà đi tới. Thương Quân vẫn như cũ đi theo hắn. Tần Mục không nói gì, Thương Quân cũng không nói chuyện. Hắn giống như là đã trọn vẹn dung nhập vào bên trong cái bóng của Tần Mục vậy. Hắn là tồn tại lấy sát thành đạo, cũng đã làm sát thủ. Nếu không cũng không thể ở tại thời điểm chưa thành đạo liền giết được một tôn thành đạo giả. Hắn tiềm phục tại bên trong cái bóng của Tần Mục mà người bình thường căn bản không nhìn thấy được hắn, thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng không cảm ứng được mảy may. Hai người sắp đi ra khỏi cánh cửa này thì đột nhiên Tần Mục dừng bước lại, Thương Quân cũng dừng lại theo. Tần Mục cẩn thận nhìn ra bên ngoài, sau một lúc lâu cười vang nói: "Đều là Di La công tử, sư huynh là có ý định trợ giúp lão tam lão tứ mà chèn ép ta sao? Nghe nói sư huynh là đệ tử được lão sư coi trọng nhất, nếu như là lão sư thì lão sư sẽ làm như thế nào đây?" Tuy bên ngoài cửa vẫn hoàn toàn yên tĩnh, trái tim Thương Quân không khỏi kịch liệt nhảy lên một cái mà nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa đó rốt cục có cái gì? Vì sao Tần Mục lại đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ Di La cung đại công tử giờ phút này đang ở ngay tại ngoài cửa? Lão sư có thể làm được chuyện không thiên vị, không thiên vị ta, cũng không thiên vị những sư huynh khác. Tần Mục thản nhiên nói: "Người nếu như thật kế thừa y bát của lão sư, người không nên ngăn cản ta, và cũng sẽ không nên ngăn cản Thương Quân. Bởi vì năm đó Thương Quân thành đạo, lão sư cũng chưa từng ngăn cản hắn." Tuy nhiên ngoài cửa vẫn như cũ, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì. Thương Quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ công tử phán đoán sai lầm, bên ngoài căn bản không có người nào?" Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tòa phương tiêm bia xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ. Cái phương tiêm bia kia
hướng về phía bên này bay tới. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi ra cửa. Trong bóng tối, Thường Quân đi theo hắn đi ra cửa. Không có người nào ngăn cản bọn họ, chỉ có tòa phương tiêm bia kia từ bên cạnh bọn họ lẳng lặng bay qua, bay vào trong cánh cửa. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa phương tiêm bia kia sau khi đi vào thì rơi xuống vị trí nguyên bản của nó. Trong bóng tối, Thường Quân chần chờ nói: "Công tử, lão quái bọn họ." Tần Mục khẽ nhíu mày, giơ tay ngăn hắn nói tiếp: "Theo việc tòa phương biên này hạ xuống, những người trong cái thôn trang này như là đám lão hắn, lão bà, Chu Tam Thông chỉ sợ sẽ lần nữa bị trấn áp, phong ấn tại trong rừng tòa phương bia kia mà không cách nào thoát thân được. Hơn nữa hiện nay phương tiêm bia trận liệt đã khôi phục hoàn chỉnh, không có sơ hở. Tương lai Tần Mục nếu có quay về nơi đây cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh cứng rắn ngượng ép phá trận mà thôi. Mà cái này thì Tần Mục cần có được chiến lực như Thái Dịch vậy." "Chiến lực giống như Thái Dịch?" Tần Mục khóe mắt run lên, trong lòng yên lặng nói: "Ta hiện tại không có, nhưng mà tương lai ta sẽ có." Đột nhiên bên trong cửa có hai cánh cửa đứt gãy bay lên rồi hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một cánh cửa hoàn chỉnh và răng rắc một tiếng vây quanh tại bên trên cánh cửa. Hai cánh cửa khép lại, sau đó hồng mông phù văn ở phía trên đó lưu truyền và đem cánh cửa này khóa lại. "Đại sư huynh, người không làm được như lão sư." Tần Mục xoay người rời đi, âm thanh tại trong mảnh phế khí kia quanh quẩn nói: "Người dọc theo con đường của lão sư tiếp tục tiến lên, coi như có thể làm được như lão sư như đúc thì cũng khó thoát được kết cục của lão sư. Lão sư đã thất bại, người sao không thử một con đường khác một lần đi." Trong phế khí chi địa không có người trả lời. Tần Mục mang theo Thương Quân đi xa. Đợi tức khi bọn họ đi ra khỏi phế tích chi địa, Thương Quân rốt cuộc cũng hỏi ra nghi ngờ ở trong lòng, nói: "Vừa rồi đại công tử ở đâu?" Hắn cũng không có trơn chính sáng lầm. Tần Mục lắc đầu nói: "Có thể hắn là một người nào đó ở trong bảy vị công tử Di La Cung, và rất giống như chủ nhân Di La Cung, nhưng chỉ là giống như mà thôi. Nhất cử nhất động của hắn, thậm chí lý niệm đều đồng dạng với chủ nhân Di La Cung mà thôi. Ta cũng chưa từng gặp qua hắn, nhưng từ việc hắn học tập hồng mông phù văn thì có thể thấy được tính cách của hắn. Hắn áp chế bản tính của mình để cho mình càng giống chủ nhân Di La Cung. Đã như vậy, như vậy hắn nhất định sẽ theo dặn dò của chủ nhân Di La Cung trở lại vũ trụ kỳ thuộc về mình. Bởi vậy hắn tuyệt đối không có khả năng giáng lâm đến nơi đây." Thường Quân có chút không hiểu, hắn rất khó lý giải loại người như Di La Cung đại công tử này. "Hắn chỉ là hình chiếu giáng lâm." Tần Mục nói: "Thời điểm đám người lão quái công kích đạo thụ đã làm kinh động tới hắn, bởi vậy hắn đưa hình chiếu tới thăm một chút. Ta nhất định phải dùng phương pháp động tình hơn nói lý, bằng không ngay cả ta hắn liền sẽ phong ấn tại bên trong cửa. Chính là bởi vì hắn bắt chước chủ nhân Di La Cung, cho nên tính tình của hắn có thiếu hụt. Chỉ cần nắm giữ điểm này, chúng ta liền có thể thoát thân được." Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: "Tuy nhiên nếu như ngươi đi theo ta, không phải là ngươi mà là đám người lão quái như vậy, chúng ta liền không cách nào thoát thân được. Chúng ta đi tổ đỉnh, xác lập thế giới thụ đối ứng trung cực hư không." Hắn phân biệt phương hướng, hướng về tổ đỉnh Đại Hắc Sơn mà đi. U Đô, Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên, một người tiếp theo một người bị hiến tế, hóa thành năng lượng đi vào trong vũ trụ quá khứ, mà Đinh Quan Điện Chủ cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bên trên đạo thổ, các đạo quả cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại thời gian 10 năm đã trôi qua, chỉ cần việc hiến tế Linh Uyên, Chư Thiên được hoàn thành là hắn liền có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, thứ kỳ thứ 16. Khi đó cái vũ trụ này lại không có ai là địch thủ quán nữa. Linh Quan Điện Chủ lặng lặng chờ đợi. Hôm nay chính là thời gian hiến tế Linh Uyên Chư Thiên được hoàn thành, và cũng là thời điểm đạo thụ của hắn triệt để giáng lâm. Từ hắn là thành đạo giả, đã sống qua 4 cái vũ trụ kỳ, đạo tâm kiên trì không gì sánh được, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút lên gợn sóng. Đạo thụ giáng lâm, hắn liền có thể đi trước mọi người ở trong Di La Cung, tại trong vũ trụ trung cực hư không lạc ấn đại đạo của bản thân. Đây là tiên cơ, hắn đi trước tất cả mọi người một bước,
lạc ấn đại đạo. Như vậy tại trước khi cái vũ trụ này sụp đổ, hắn liền có khả năng tu thành viên đạo quả thứ tư của bản thân hắn. Theo Di La Cung giáng lâm, việc cái vũ trụ này sụp đổ chính là việc nhất định xảy ra, chỉ sợ so với tốc độ kỳ thứ 16 sụp đổ còn nhanh hơn nữa. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có hy vọng tại trong cái vũ trụ này tu thành một viên đạo quả khác, nhưng ta nhất định có thể làm được. Linh Quan Điện Chủ tâm tình thật tốt, đây chính là lý do làm cho hắn mạo hiểm đắc tội với thất công tử Tần Mục mà giáng lâm tới nơi đây. Rốt cục Linh Uyên Chư Thiên đã triệt để hóa thành năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Mà Linh Quan Điện Chủ thì cảm thấy được lực lượng đại đạo mạnh mẽ không gì sánh được từ bên trong đạo thủ, đạo hoa và đạo quả của mình vọt tới, làm hắn không khỏi cảm giác thể xác và tinh thần cực kỳ thoải mái, và gọi Hư Thiên Tôn đến nói: 10 năm nay ta được người chăm sóc, và ta cũng báo đáp lại người, giúp người tu luyện U Đô đại đạo tăng lên rất nhiều. Ta hôm nay công thành, ta sẽ đi đến vũ trụ hư không của các người để thử nghiệm lạc ấn đại đạo, xây dựng trung cực đại la thiên của ta. Hư Thiên Tôn không người cảm ơn. 10 năm này Linh Quan Điện Chủ đã chỉ điểm cho nàng tu hành, nàng có được thu hoạch rất nhiều, một thân thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh hơn xa lúc trước. Người dựa theo ta dạy cho người tu hành thành đạo không phải việc khó. Linh Quan Điện Chủ, đạo thụ của Linh Quan Điện Chủ đứng ở sau lưng nàng phân phó nói: nếu như thiên đế hỏi tới, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết ta đi lạc ấn trung cực hư không, đợi ta ở cái thế giới này thành đạo, liền có thể nắm giữ 2 đóa đạo hoa, 3 trái đạo quả. Ta chỉ cần thân thể tách ra, liền có thể hóa thành 5 thành đạo giả tới giúp hắn. Hư Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị nói: 5 vị thành đạo giả. Linh Quan Điện Chủ bay người lên, một bước nhất trọng thiên, sau 36 bước thì liền bước vào trung cực hư không. Cái vũ trụ trẻ tuổi này có không mấy người thành đạo giả, đáng thương cho 6 tỷ năm lịch sử, đúng là phế vật. Linh Quan Điện Chủ cảm ứng được từ bên trong trung cực hư không truyền đến chấn động đại la thiên, mà phân biệt ra được có mấy tòa đại la thiên, thì không khỏi lắc đầu nói. Hắn ngồi vào chỗ, rồi bắt đầu ký thác đại đạo của bản thân. Cho dù là trung cực hư không tịch diệt chi phong cũng không thể làm gì được hắn mảy may. Hắn tại trong vũ trụ quá khứ thành đạo, cũng không phải là tại cái vũ trụ này thành đạo, bởi vậy còn cần đem đại đạo của chính mình lạc ấn vào trung cực hư không, rồi mới có thể đem tu vi thực lực của mình phát huy tới cực hạn. Nếu là thời kỳ bình thường, hắn có thể sẽ lựa chọn nhập thế tu hành, tu hành ra một con đường khác với vũ trụ kỳ trước đây. Đây là con đường tu luyện chính thống của Di La Cung. Chẳng qua trong vũ trụ này có thất công tử, không cho phép ta dựa theo phương thức chính thống để tu luyện, dù sao đó là thất công tử mà. Thiên đình đại quân mênh mông quần quật, khoảng cách tới nguyên giới càng ngày càng gần. Nhưng đoạn đường này đi tới số lượng thực lực tiêu hao rất lớn, cho dù là thiên đình tài lực kinh người cũng khó có thể chống đỡ được. Càng thêm quan trọng chính là Duyên Kháng đã đem tất cả linh năng đối thiên kiều kết nối với thiên đình ngắt đi, làm cho thiên đình mất đi sự khống chế đối với chư thiên vạn giới. Không có tài nguyên của chư thiên vạn giới làm hậu thuẫn, thiên đình xuất binh tiến đánh Duyên Khang thì chỉ riêng tiêu hao dọc đường đã liền có chút mệt mỏi rồi. Mạnh Vân Quy vâng mệnh đi tới Nam Thiên, vừa vét của cải của các đại chư thiên Nam Thiên. Đệ tử của Hỏa Thiên Tôn là Viêm Nhai Tử vội vàng đón tiếp, tự thân chiêu đãi. Sau khi tiếp nhận ý chỉ của thiên đế thì liền lập tức hạ lệnh sai mỗi đại chư thiên Nam Thiên đem các loại của cải đưa tới. Mạnh Vân Quỳ chờ tại Nam Thiên hơn 10 ngày, Viêm Nhai Tử đã chuẩn bị ổn thỏa. Tính ra có hàng trăm cái thuyền hàng đỗ tại bên trên nhánh sông Thiên Hà, xếp thành một hàng. Viêm Nhai Tử cùng tiễn Mạnh Vân Quỳ, nói nhỏ: hạ quan nghe nói thiên sư là nhân tộc, yêu thích kỳ chân dị bảo. Thiên sư, chiếc thuyền nhỏ cuối cùng là hạ quan đưa cho thiên sư đó. Mạnh Vân Quy lên thuyền, trong lòng đối Viêm Tử Nhai có chút xem thường. Hắn đi vào trong chiếc lâu thuyền, truyền lệnh nói: mở khoang thuyền ra, kiểm tra lực lượng, không được thiếu một cân một lạng nào. Trên thuyền, thần quan mở khoang thuyền ra. Mạnh Vân Quy nhìn về phía trong khoang thuyền thì không khỏi ngây người, vì chỉ thấy trong khoang thuyền đầy nhân tộc, có người già, cũng có thanh niên trai trắng. Mạnh Vân Quy trong đầu ngơ ngơ ngác ngác,
Viêm Nhai Tử vội cười xòa nói: "Thiên sư yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thiếu một cân một lạng nào. Nam thiên nhân tộc phàm là từ 40 tuổi trở lên đều đã được đưa tới. Hiện tại chỉ có 200 con thuyền, sau đó sẽ còn thuyền nô lệ liên tục không ngừng được đưa qua." Mạnh Vân Quỳ nắm lấy cổ áo quán, nhấc hắn lên, âm thanh khàn khàn nói: "Ta muốn lương thực." "Thiên sư, đây là lương thực." Viêm Nhai Tử dãy dụa một cái, nhưng không có thể thoát được nên vội vàng nói: "Thời kỳ hỏa tặc, nhân tộc 70 tuổi được hiến tế, nhưng đó là ngày trước. Hiện nay tổ thần vương đã thay đổi quy định, 40 tuổi đã có thể hiến tế được rồi. Thiên sư yên tâm, bọn họ đều rất tình nguyện." Hắn quay đầu nhìn về phía trong khoang thuyền hỏi: "Các người có vui lòng hay không?" Trong khoang thuyền nhân tộc chăm miệng một lời: "Lão già, chúng ta vui lòng." Mạnh Vân Quỳ hai tay vô lực đem Viêm Nhai Tử bỏ xuống, vỗ vỗ đầu vai quán, lẩm bẩm nói: "Viêm Nhai Tử, ngươi làm rất tốt, làm rất tốt." Hạm đội lương thực xuất phát. Mạnh Vân Quỳ đứng trên đầu thuyền, lần lượt nắm chặt nắm đấm, nhưng lại lần lượt buông ra. Hắn lần lượt quay đầu nhìn quanh hạm đội, rồi lại quay đầu đi. "Ta sẽ đích thân tiễn những tộc nhân này đi vào trong Thiên Đình đại quân, tự thân đưa bọn họ tới, xem như khẩu phần lương thực cho Thiên Đình thần ma." Mạnh Vân Quỳ ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đó. Đột nhiên một cái thanh âm giống như ác mộng quanh quẩn tại trong đầu quán ta: "Ta có một cái ước mơ, này lại là tàn khốc như vậy." Hắn oa một tiếng, rồi nôn ra một ngụm máu, khí sắc lại tốt hơn nhiều. Viêm Nhai Tử đưa mắt nhìn hạm đội lương thực đi xa. Hắn đang muốn trở về chuẩn bị chiêu nô lệ hơn nữa, thì chuẩn bị nhiều nô lệ hơn nữa, thì đột nhiên âm thanh của Mạnh Vân Quy chuyển đấy: "Viêm Nhai Tử." Viêm Nhai Tử vội vàng xoay người, cười xòa nói: "Mạnh Thiên." Đột nhiên một đạo hào quang hiện lên xuyên thủng mi tâm hắn. Viêm Nhai Tử chỉ thấy thế giới trước mắt sụp đổ, rồi mình dần dần rơi vào trong hắc ám. Trong lúc mơ hồ, hắn chỉ nghe được âm thanh Mạnh Vân Quy chuyển tới. Bên trong thanh âm mang theo sự vui vẻ nói: "Lão Tử phản." Lần này Mạnh Vân Quy đến đây áp giải lương thực, số lượng binh mã hắn xuất lĩnh không nhiều, đa số đều là bản bộ nhân mã quán tên là Vũ Hóa Doanh. Hắn là thần của Vũ Hóa Thiên Nhân Tộc. Những năm này số lượng nhân tộc thần nhân tìm chỗ nương tựa nơi hắn cũng không phải là ít, phần lớn đều đến từ Vũ Hóa Thiên. Mạnh Vân Quy trị quân cũng rất thủ đoạn, dưới trướng đa số người đối với hắn đều trung thành tuyệt đối. Nhưng mà Thiên Đình cũng sắp xếp không ít bán thần vào trong Vũ Hóa Doanh để giám sát cử động quán. Vì dù sao hắn là nhân tộc, nên Thiên Đình đối với hắn chẳng phải là quá yên tâm. Mạnh Vân Quỳ tại Thiên Đình cũng có quân lực chẳng khác nào như Thiên Đình thập vệ. Tuy nhiên những quân đội kia chỉ nghe theo Thiên Đế điều khiển, hắn vô lực điều động. Ngay tại thời điểm Mạnh Vân Quỳ động thủ tru sát Viêm Nhai Tử, thì bên trong Vũ Hóa Doanh cũng xảy ra một hồi thanh tẩy. Đợi đến sau khi Mạnh Vân Quỳ tru sát hết tần ma dưới trướng Viêm Nhai Tử, thì tất cả tướng sĩ Vũ Hóa Doanh đều đã điều khiển thuyền tắm máu đến đây. Trên nhánh sông Thiên Hà, mặt sông đã là một mảnh đỏ tươi. Mạnh Vân Quỳ xách theo kiếm, đứng nhìn tất cả thi thể trong tại Nam Thiên Cung, rồi nhìn tướng sĩ dưới trướng. Từng chiếc thuyền nô lệ dừng sát ở bờ sông. Trên người khải thần giáp ai nấy đều có vết máu chảy xuống. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hắn nói: "Các người có thấy hối hận không?" Trong thanh âm của Mạnh Vân Quy không còn lực lượng như lúc trước khi bày mưu nghĩ kế nữa. Lần này làm phản càng giống là một lần đột nhiên xúc động mà làm ra quyết định, chứ không có phải là đã đi qua quá trình chủ mưu kế hoạch. Đối với một vị thiên sư như hắn mà nói, bị cảm xúc khống chế tuyệt đối là nét bút hỏng. Trong lòng của hắn biết rõ lần làm phản này căn bản sẽ không thành công. Tất cả nhân tộc tướng sĩ đi theo bản thân nhiều năm như vậy chỉ sợ đều sẽ chết hết. "Các người theo ta làm phản, có lẽ căn bản sẽ không thành công. Nghênh đón các người sẽ không có bất kỳ vinh dự gì, không có bất kỳ vinh quang nào. Khả năng sẽ chỉ là từng tràng đánh bại, từng chiến hữu đồng liêu chết trận thôi." Mạnh Vân Quỳ nhìn bộ hạ của mình, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt quen thuộc và trầm giọng nói:
Năm đó ta đem các ngươi ra khỏi Vũ Hóa Thiên, có khả năng ta sẽ không cách nào sống để mang các ngươi trở lại Vũ Hóa Thiên được nữa. Có lẽ các ngươi sẽ trở về chỉ là từng cỗ thi thể, có lẽ ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại được. Chúng ta nếu là thua, lịch sử do thiên đình ghi lại chỉ có ô danh chúng ta mà thôi. Chúng ta nếu là chết, không có bia mộ, chúng ta cả đời tu hành có lẽ đổi lấy chỉ là thi thể giống như chó chết ở trên chiến trường mà thôi. Sau khi chết còn bị người ta chửi bới, đây là phản đồ. Các ngươi có còn muốn đi theo ta hay không? Mạnh Vân Quỳ cao giọng hỏi. Trên từng chiếc thuyền nô lệ, đám tướng sĩ Vũ Hóa Doanh im lặng không lên tiếng. Đột nhiên một tên tướng sĩ tháo mặt nạ nón trụ để lộ ra gương mặt cương nghị nói: Thiên sư, ta là do ngươi mang theo đi ra khỏi Vũ Hóa Thiên. Trung niên thần nhân này thanh âm không lớn nhưng lại rung động nhân tâm nói: Ta chỉ biết tại trước khi gặp được thiên sư, ta sống còn không bằng một con chó. Năm đó thiên tai bạo phát, người chết đói khắp nơi. Ta đi theo người trong thôn, đi vào nội thành ăn xin. Trên đường đi chết đói không biết bao nhiêu người. Ta sống sót đi tới được nội thành thì đã đói đến choáng váng rồi. Ta đến rãnh nước bên cạnh phủ đệ của bán thần để tìm kiếm đồ ăn do bọn hắn vứt bỏ để ăn. Ta gặm xương người do bọn hắn ăn còn dư lại. Ta đói quá, ta muốn ăn. Lúc đó là người đã đem ta từ dưới rãnh nước bẩn kéo ra. Người nói cho ta biết, chúng ta sống phải có cốt khí, không thể ăn thịt người. Nhân tộc chúng ta phải sống một phen có thành tựu, phải sống cho đường đường chính chính. Người đã từng nói, nhân tộc không phải vừa ra đời đã nhất định phải làm nô lệ, cũng không phải nhất định làm đồ ăn cho thần tộc. Người nói người muốn làm nhân tộc sống càng tốt hơn. Bắt đầu từ khi đó, ta liền đi theo người. Một thần nhân khác tháo mặt nạ nón trụ ra, trên mặt lộ ra một vết đau thật dài giống như là vết roi lưu lại. Hắn cất giọng khàn khàn nói: Ta cũng là một thành viên bên trong trận thiên tai kia. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền đã đi theo người. Khi đó người còn là thần thông giả, người hằng hái để cho chúng ta những kẻ đói đến mức chỉ còn da lông thấy được hy vọng vào tương lai. Ta cũng là người khi đó. Lại có một thần nhân khác tháo mặt nạ nón trụ ra: Chúng ta đi theo ngươi, vào sinh ra tử, có rất nhiều đồng bạn đi cùng, nhưng chúng ta còn sống. Có ta nữa, ta cũng vậy. Ta không gặp hoàn cảnh như vậy, nhưng cha ta đã như vậy. Cha ta trước khi chết đã để cho ta theo thiên sư, không thể rời bỏ. Còn rất nhiều thần nhân khác cũng không phải là người đi theo Mạnh Vân Quy từ thời kỳ Vũ Hóa Thiên, nhưng nhiều là nương tựa theo lý niệm cùng với tín nhiệm đối với Mạnh Vân Quy để đi tới hiện tại. Người dạy cho chúng ta lý cùng nghĩa, nói cho chúng ta biết việc lý, việc nghĩ chẳng từ nan. Một vị lão tướng quân cười nói: Hiện nay chính là chúng ta việc nghĩa chẳng từ nan. Chúng ta... Hắn quỳ trên boong thuyền, một gối chạm đất, âm thanh vang dội nói: Thề chết cũng đi theo thiên sư. Trên từng chiếc nô lệ thuyền, các tướng sĩ Vũ Hóa Danh đồng loạt quỳ gối xuống, thanh âm vang động tại trên nhánh sông Thiên Hà nói: Thề chết cũng đi theo thiên sư. Mạnh Vân Quỳ nhiệt huyết sôi trào, giơ kiếm chỉ về phía thiên đình phía xa, cười hà hà nói: Chư vị không phụ ta, ta tất không phụ chư vị. Chư vị xin hãy đứng lên, hôm nay theo ta làm phản, phản thiên đình. Thiên Hà phong ba nổi, cuồng phong nổi sóng lớn vỗ vào từng mạn chiếc thuyền nô lệ. Trên thuyền đám nô lệ nơm nớp lo sợ. Trên boong thuyền, những nhân tộc thần nhân kia chí lớn quyết liệt, tại dưới sự điều khiển của Mạnh Vân Quy, đã nhanh chóng chạy tới Chư Thiên Nam Thiên để quét dọn thiết lực thiên đình ở đây. Bọn họ nhất định phải phong tỏa tin tức, không thể để mặc cho thiết lực thiên đình tại Nam Thiên báo tin về cho thiên đình. Trận làm phản này là hành động mang tính bột phát, bọn họ đều không có dự mưu, mà thiên đình cũng không có đề phòng. Chỉ cần chặt đứt tin tức, như vậy liền có thể tận lực kéo dài được thời gian, làm tốt hơn công tác chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn đều sẽ biết, cho dù bọn họ làm tốt sự chuẩn bị thì sợ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Mạnh Vân Quỳ sai người lập tức chạy tới Vũ Hóa Thiên, đi di chuyển thần hữu người nhà của các tướng sĩ, rồi lại sai người vụng trộm tới thiên đình.
bên trong thiên đình cũng có người nhà của bọn hắn. Bọn họ nhất định phải tại trước khi bại lộ đem thân điễu người nhà rời đi, nếu không hậu quả khó có thể lường được. Vương Thành, người có thể chạy tới Duyên Khang không? Mạnh Vân Quỳ do dự một chút rồi cuối cùng vẫn đem thư giao cho đệ tử mình coi trọng nhất nói: người đem thư này giao cho Duyên Khang hoàng đế. Vương Thành chần chờ nói: sư tôn, Duyên Khang chính là đối tượng mà thiên đình muốn tiêu diệt. Lần này thiên đình đại quân chính là nhắm vào Duyên Khang mà tới. Duyên Khang không có dư thừa binh lực gấp rút tiếp viện cho chúng ta. Húng hồ năm đó thời điểm tiến hành thái hư chi địa, sư tôn đã tự dẫn đầu đại quân cùng với Vô Ưu Hương giao đấu, không biết đã giết bao nhiêu cao thủ Vô Ưu Hương rồi. Nghe nói Duyên Phong đế lúc đó làm tướng quân tại Vô Ưu Hương đã bị thù hạ của sư tôn đánh bại. Vô Ưu Hương cùng với Duyên Khang chính là nhất thể đấy. Mạnh Vân Quỳ khoác tay nói: Duyên Phong đế có phong thái của thiên đế, còn cao hơn cả Hạo Thiên đế, hắn sẽ không trách tội đâu. Người nhanh chóng đi đi. Vương Thành nhận lệnh, nhanh chóng đi tới nguyên giới. Mạnh Vân Quy lại hạ lệnh truyền tất cả nhân tộc bên trong mỗi tòa chư thiên nam thiên để cho bọn họ rời xa khỏi khu vực thiên hạ. Ngoài ra còn cho người vận chuyển lương thảo lương thực, tạo thế vườn không nhà trống, chuẩn bị quyết chiến. Tướng sĩ giữa trướng hắn dễ chỉ huy, hạ mệnh lệnh tới là liền có thể nhanh chóng hoàn thành. Lại thêm nhân tộc nam thiên như gia súc bị thuần dưỡng vậy, đối với mệnh lệnh của thần nhân không dám phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, cũng thuận tiện cho việc di chuyển của bọn họ. Mạnh Vân Quỳ lại tự thân dẫn đầu tướng sĩ đem thiên cung của Hỏa Thiên Tôn phá tới mức không còn một mảnh để xây dựng hùng quan ở trên nhánh sông Thiên Hà. Dù vậy trên thần sắc hắn vẫn còn rất lo lắng nói: không ngăn được, không ngăn được, chỉ có thể lấy cái chết liều mạng, nhưng vẫn không ngăn được. Sau mấy tháng, khoảng cách thiên đình đại quân tới nguyên giới càng ngày càng gần, nhưng lương thực vẫn không có tới. Thiên đình nhiều lần hạ chỉ lệnh cho thần nhân đi tới Nam Thiên thúc giục, nhưng những sứ giả này sau khi đến Nam Thiên thì liền không có tin tức gì. Thiên đình lại đi cướp sạch mấy cái chư thiên, bắt nô lệ tới làm lương thực, nhưng cũng biết Nam Thiên chỉ sợ đã xảy ra sự cố. Hạo Thiên Đế liền hạ chỉ lệnh cho đệ nhất thiên sư Thương Bình Ẩn dẫn đầu thần vũ nhị vệ bên trong thiên đình thập vệ và 10 vạn nhân mã đi tới Nam Thiên xác minh tình huống. Thần vũ nhị vệ binh hùng tướng mạnh, tu vi thấp nhất cũng là ngọc kinh cảnh giới tồn tại, lại thêm thiên đình trận đồ, thần vũ nhị vệ có thể ngăn cản được vị tồn tại cấp thiên tôn, lại có thêm Thương Bình Ẩn đệ nhất thiên sư này, qua đó có thể thấy được Hạo Thiên Đế đối với Nam Thiên coi trọng như thế nào. Nam Thiên là kho lúa của thiên đình, tuyệt đối không thể nói sai lầm. Thương Bình Ẩn dẫn đầu đại quân đến đây và không có trực tiếp theo nhánh sông đi vào Nam Thiên, mà trước tiên xây dựng cơ sở tạm thời, mà sai người đi tới trước Nam Thiên quan, cao giọng nói: Mạnh thiên sư, thiên đế có chỉ, đi ra nói chuyện. Mạnh Vân Quỳ đi đầu tường cùng với Thương Bình Ẩn xa xa nhìn nhau. Hai vị thiên sư ánh mắt nhìn nhau. Thương Bình Ẩn truyền lệnh nói: Mạnh Vân Quỳ đã phản, lập tức công thành. Bên trái thần vũ nhận lệnh cau mày trầm giọng nói: Thương thiên sư, làm thế nào mà nhìn ra được Mạnh Vân Quỳ đã phản? Mạnh Vân Quỳ chính là thiên đình đệ nhị thiên sư, không hỏi thăm mà trực tiếp tiến đánh. Nếu như hắn không có làm phản, chỉ sợ trước mặt bệ hạ, Thương thiên sư không cách nào bàn giao được. Thương Bình Ẩn cười lại nói: Mạnh Vân Quỳ cùng ta đều là thiên sư, hắn phản hay không phản, ta nhìn một cái liền biết, nói nhiều vô ích, lập tức công thành. Tả hữu thần vũ lệnh chủ lập tức hạ lệnh, điều động hai đường đại quân tạo thành trận thế hướng về phía nam thiên hùng quan nghiền ép mà đi. Trên cổng lầu, Mạnh Vân Quỳ cao giọng nói: Thương thiên sư, ngươi và ta đều là thiên đình thiên sư, cho tới nay ngươi xếp hạng thứ nhất, cho đến khi ngươi thua ở dưới tay Nhạc Đình Ca. Nhạc Đình Ca rơi vào thái hư, ngươi lại biến thành đệ nhất thiên sư. Nhưng mà ngươi biết trí tuệ của ngươi không bằng ta, thiên đình đệ nhất thiên sư thực ra là ta, cho nên ngươi lấy quyền mưu tư, chỉ định cho ta một cái danh phản nghịch để dẫn đầu đại quân tới giết ta. Ngươi đố kỵ hiền năng, ta sẽ dâng tấu bệ hạ, mời bệ hạ định đoạt. Tả hữu thần vũ đại quân có chút chần chờ. Thương Bình Ẩn cười lạnh nói: Mạnh tặc,
Bất quá là muốn kéo dài thời gian thôi. Ta có binh phù của bệ hạ nơi tay, tả hữu thần vũ lập tức tấn công. Nói xong hắn liền lấy ra binh phù. Tả hữu thần vũ đại quân nhìn thấy binh phù như hạo thiên đế đích thần tới, liền lập tức thôi thúc trận thế công thành. Thương Bình Ẩn quần áo phần phật nhìn Mạnh Vân Quy từ xa trên công thành, trầm giọng nói: Mạnh Vân Quy, ngươi tự cao trí kế hơn người, nhưng thế gian này trí tuệ lớn nhất chính là đại thế. Tại phía trước đại thế của ta, tất cả mưu trí của ngươi hoàn toàn vô dụng. Thiện dùng đại thế, đây mới là đệ nhất thiên sư. Mạnh Vân Quỳ ống tay áo phất một cái, thành quan mở rộng. Bên trong thành vũ hóa xanh, thần ma giết ra, hắn lại cười lạnh nói: Ta ngược lại muốn xem đại thế của ngươi có thể địch nổi trí tuệ của ta hay không. Bày trận. Số lượng vũ hóa doanh thần ma tuy là không ít hơn thần vũ nhị thế, nhưng thực lực tu vi thì kém xa tít tắp. Thiên đình thần vũ nhị vệ trận đồ chính là đại trận hoàn chỉnh. Mỗi cái trận đồ có thể dung nạp 100 vạn thần ma. Tinh khí thần của 5 vạn thần ma lại hòa làm một thể, nguyên khí nối liền thành một thể. Bởi vậy trận pháp thôi thúc thần thông quảng đại. Thiên đình thập vệ trận đồ đều được các đời thiên sư chuyên tâm rèn luyện, nên uy lực của trận đồ sớm đã tăng lên tức cực hạn, có thể nói là kết tinh trí tuệ của các đời thiên sư. Lúc trước Vô Ưu Hương giết ra Thái Hư Chi Địa, Lãng Nguyên dẫn đầu tạo vật chủ ngăn cản thiên đình truy binh. Thiên đình thập vệ tế trên trận đồ giết cho Lãng cùng với Vô Ưu Hương liên tục bại lui, qua đó có thể thấy được uy lực của trận đồ mạnh mẽ như thế nào. Trong khi đó, vũ hóa doanh trận đồ cũng không phải là đại hình hoàn chỉnh, mà là tiểu trận đồ, 10 người một tổ, số lượng tất cả có đến vạn tổ trận. Vạn tổ trận đồ đan xen, vũ hóa danh thần ma tung bay, rất nhanh đã tạo thành một tòa trận thế thứ nhất. Tòa trận thế này ở trong ngoài luân phiên, biến hóa khó lường. Thương Bình Ẩn thấy vậy, cười lạnh một tiếng: Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận, tòa trận thế này còn do ta truyền cho người đó. Hai đường đại quân va chạm, uy lực của trận đồ nhất thời bạo phát. Hai đường đại quân va chạm, thiên đình đại quân cùng vũ hóa danh trận pháp lập tức biến hóa, bên trong trận đồ huyết nhục lập tức tung bay. Tại một nơi khác, sứ giả của Mạnh Vân Quy là Vương Thanh đi tới Duyên Khang, gặp mặt Duyên Phong Đế, trình lên thư. Duyên Phong Đế đến lấy ra thư, nhìn xem, sau khi trầm ngâm trong phút chốc thì nói: Bố trí tế đàn, mời Long Phi giáng lâm cùng với U Minh Thái Tử mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi tới Nam Thiên. Phía trước Nam Thiên Quan, hai vị thiên sư mỗi người điều binh khiển tướng. Hai bên đại quân trận pháp thay đổi trong nháy mắt, lấy trận phá trận, lấy lực phá lực. Thương Bình Ẩn cùng Mạnh Vân Quy đều là chuyên gia thuật số, cũng là chuyên gia trận pháp. Qua đấu pháp này có thể thấy được song phương mạnh yếu như thế nào. Thương Bình Ẩn nổi danh vô cùng sớm, tại giai đoạn đầu Long Hán hắn cũng đã nổi danh rồi. Thậm chí tại trước khi đạo tổ khai sáng ra vĩ mô thuật số, thì tại bên trên thuật số hắn cũng đã có chút thành tựu rồi. Lúc ấy hắn cũng đang nghiên cứu vĩ mô thuật số, chỉ là sau đó hắn phân tâm đi nghiên cứu trận pháp, hình binh bày trận, chi đạo, nên tiến độ so với đạo tổ chậm hơn một chút. Về sau đạo tổ vĩ mô thuật số đại thành, Thương Bình Ẩn lúc này mới bị đạo tổ hạ thấp xuống. Tuy nhiên Thương Bình Ẩn cũng là nhân vật thiên tài, dựa vào trình độ trận pháp cùng với thuật số của bản thân mà trở thành thiên đình đệ nhất thiên sư. Trận pháp và trận đồ của thiên đình các lộ đại quan đều là do hắn quan hệ lớn lao. Nhưng mà thời điểm Long Hán phân chia, hắn tự thân dẫn đầu đại quân tiến đến ngăn cản thiên cung của Bắc Đế Huyền Vũ rời khỏi thiên đình mà gặp phải trọng thương, bị Long Sơn Tán Nhân sử dụng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bày trận đánh bại hắn. Lần bại đó có thể nói là hắn đã thua không còn một manh giáp. Thương Bình Ẩn đạo tâm bị tổn thương, mấy chục vạn năm không gượng dậy nổi, vắt chán suy nghĩ làm thế nào để có thể phá giải Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận. Cho tới khi Nhạc Đình Ca quật khởi phá giải Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận, Thương Bình Ẩn lúc này mới từ trong bóng tối đi ra, nhưng mà lại đi tới bên trong bóng ma của Nhạc Đình Ca. Sau khi Nhạc Đình Ca thất thủ tại Thái Hư, thì Thương Bình Ẩn lại lần nữa trở thành thiên đình đệ nhất thiên sư. Mà vào lúc này Mạnh Vân Quy quật khởi, có xu thế uy hiếp tới địa vị của hắn ta. Mạnh Vân Quy chưa từng hiển lộ sơn thủy, vẫn giấu kín trí tuệ cùng với thực lực của mình, nhưng từ khả năng hành quân bày trận cùng với việc thiên tôn thường xuyên tìm đến Mạnh Vân Quy hỏi kế, thì có thể thấy trí tuệ của Mạnh Vân Quy
thực ra ở trên hắn. Nhưng mà hai người một mực chưa từng có trực tiếp tranh tài. Nam Thiên Hùng Quan chi chiến là bọn hắn lần đầu giao chiến. Lúc này Mạnh Vân Quy chiếm cứ địa lợi, Thương Bình Ẩn thì chiếm cứ quân lực ưu thế. Đại quân dưới trướng hắn chính là Thần Vũ Nhị Vệ ở bên trong Thiên Đình Thập Vệ. Trải qua các loại chiến đấu, Thần Vũ Nhị Vệ đều là tồn tại nổi bật ở bên trong bán thần. Bất kỳ một người nào cũng có thể trở thành thủ lĩnh vũ hóa doanh của Mạnh Vân Quy. Thần Vũ Nhị Vệ thôi thúc trận pháp, thậm chí có thể chiến đấu với Thiên Tôn. Nhưng mà khi va chạm cùng với Nhị Lưu Thần Ma đại quân vũ hóa doanh, thì uy lực của Thần Vũ Nhị Vệ lại căn bản không cách nào phát huy ra được. Trận pháp của vũ hóa doanh giống như là tận dụng mọi thứ cắm vào bên trong Thần Vũ Nhị Vệ trận thế, làm cho trận pháp không cách nào vận chuyển, trận đồ khó mà vận chuyển được. Mỗi một loại biến hóa của Thần Vũ Nhị Vệ trận pháp đã bị vũ hóa doanh khắc chế. Thương Bình Ẩn giờ phải đánh trận công kiên đường đường chính chính, nay gặp phải Mạnh Vân Quy thì một thân bản lĩnh đều khó mà phát huy ra được. Nhưng mà thực lực của Thần Vũ Nhị Vệ thực sự quá mạnh, đơn thuần về tiêu hao thì Mạnh Vân Quy không đấu lại hắn. Đây là đại thế mà Thương Bình Ẩn nói tới. Chỉ cần tướng sĩ vũ hóa doanh không ngừng bị thương vong, hắn vẫn sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Mạnh Vân Quy vươn người đứng dậy, từ trên cổng thành bay xuống, hoành thân cắt vào trong vũ doanh hóa trận. Thương Bình Ẩn cười ha ha, lắc đầu nói: chủ tướng tự thân vào trận, sao mà ngu xuẩn như vậy? Người tiến vào trong trận chính là quân cờ trong trận, không cách nào quan sát được đại cục, tùy thời tùy chỗ làm trận pháp biến hóa. Mạnh Vân Quy, năng lực mạnh nhất của ngươi chính là trận pháp biến hóa, mà bây giờ ngươi lại bỏ qua cái sở trường, biến thành dũng phu một giấy, hổ thẹn ngươi là thiên sư. Nói xong, Thương Bình Ẩn lập tức điều khiển Thần Vũ Nhị Vệ trận đồ, sử dụng trận pháp biến hóa muốn vây chết vũ hóa doanh. Nhưng mà vũ hóa doanh trận pháp cũng đồng thời có biến hóa, vẫn như cũ gắt gao khống chế lại Thần Vũ Nhị Vệ trận đồ, để hắn khó mà biến trận được. Cho dù Thương Bình Ẩn cưỡng ép biến trận, cũng sẽ ngay sau đó liền bị vũ hóa doanh khắc chế. Mạnh Vân Quỳ cũng là một đế tọa cảnh giới cao thủ, tại bên trong trận đồ như cá gặp nước, chém giết Thần Vũ Nhị Vệ đại tướng, làm cho Thần Vũ Nhị Vệ xuất hiện thương vong. Không đúng, hắn tại trong trận pháp không cách nào nắm được toàn bộ cục mới đúng. Hắn làm thế nào để nhìn ra được biến hóa trận pháp của ta? Thương Bình Ẩn sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ: hơn nửa thân ở trong trận, hắn làm sao điều động được tất cả tướng sĩ vũ hóa doanh, làm sao dễ dàng sai khiến được? Chờ một chút, là Duyên Khang Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thương Bình Ẩn đại biến. Trong số Duyên Khang biến pháp, có một loại công pháp gọi là Tam Nguyên Thần Hội Quyết, là chiến trường đệ nhất kỳ diệu công pháp. Loại công pháp này có thể có năng lực điều khiển binh tướng nhanh chóng nhất. Lúc trước tại Thái Hư Chi Địa, Duyên Phong Đế cùng với Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê, một người hóa thành hòa thượng, một người hóa thành đạo nhân, dẫn đầu Vô Ưu Hương đại quân mấy lần giao chiến cùng với Thiên Đình đại quân, giết địch vô số. Thiên Đình bốn đại thiên sư cùng bốn thiên vương đối đầu với hai người này đau đầu dị thường. Cuối cùng là do Mạnh Vân Quy nhìn thấu thực lực của hai người này mà phá giải được Duyên Phong Đế đại trận, đuổi giết Duyên Phong Đế mấy vạn dặm, kém chút là giết chết được hòa thượng đầu trọc này. Lúc đó Mạnh Vân Quy có thể phá được trận chính là do đã lệnh mật thám đi tới Duyên Khang học lén được Tam Nguyên Thần Hội Quyết mà biết được cách phá giải. Hiển nhiên Mạnh Vân Quy chẳng những giải được Tam Nguyên Thần Hội Quyết, mà đồng dạng cũng học được Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Tam Nguyên Thần Hội Quyết, ta không biết công pháp của hắn có nên phá giải được không, nhưng mà Mạnh Vân Quy có nắm giữ toàn cục, chứng minh hắn nhất định có tài mắt ở bên ngoài, nhìn thấu tình hình chiến đấu ở bên trong. Thương Bình Ẩn thông minh hơn người, lập tức nhìn bốn phía, ánh mắt ngay sau đó rơi vào phía trước Nam Thiên Hùng Quan. Nơi đó có một mặt gương sáng hình bầu dục nhô ra treo ở trước quan. Thương Bình Ẩn giơ tay với lấy thần cung, dương cung một tiễn vọt tới. Cái gương sáng nhất thời vỡ thành một mịn. Hắn thở vào nhẹ nhõm, rồi lần nữa biến trận, nhưng vẫn bị Mạnh Vân Quy khắc chế. Thương Bình Ẩn cau mày tiếp tục nhìn bốn phía, rồi đột nhiên lần nữa dương cung, đem một vành mặt trời ở trên trời dập tắt. Mặt trời kia sau khi bị dập tắt, sắc trời trở nên u ám không rõ. Thương Bình Ẩn lại nhìn quanh thì thấy trận pháp vẫn bị Mạnh Vân Quy áp chế. Hắn còn có tài mắt khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 424 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.
Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo bộ truyện.